Thiên Long thủ tọa tầm mắt một thoáng liền rơi vào trên người của nàng, đáy mắt lóe lên trên một vẹt vẻ phức tạp. Gia Lâm ít nhất hiện tại trên danh nghĩa vẫn là thê tử của hắn, là hắn tọa lòng, mà Lam Yên Vũ thì là trường sở dài trước đó liền vì hắn mà dự định nữ nhân. Hai người bọn họ hiện tại quan hệ cũng đã trở lên trên mật thiết, điều này thực sự là nhường Thiên Long thủ tọa trong lòng có một chút quái dị cảm giác. Đối với mẫu thân dị bệnh hắn đã phi thường hiểu rõ, liền là nói cho hắn biết là Miền Vũ chính là tiền đồ tương lai vô lượng, thủ tọa có khả năng cho Lam, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn cho Lam khăng khăng một mực đi theo hắn mới được. Dùng hắn đối với mẫu thân quen thuộc, Trương Sở Dài cuối cùng nói với Lam Miền Vũ cái kia lời nói chính là cái này ý tứ. Nhưng hiện ngay tại lúc này, nào có chút rút ngắn quan hệ cơ hội, hắn nguyên bản đúng là muốn cho Lam Miền Vũ đi tới Long Giới bế quan, chỉ muốn sự tình không kín gấp, hắn cũng sẽ hộ tống Lam Miền Vũ đi tới Long Giới, tranh thủ rút ngắn quan hệ, thậm chí là theo Lam Miền Vũ huyết mạch biến chiến thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhìn một chút có thể hay không giúp tu vi của mình càng tiến một bước, nhưng hiện tại xem ra giống như là tạm thời còn không có thời gian này. Đến tột cùng phải làm sao cho phải đây? Trung Chí Sương nhẹ nhàng gật đầu nói, ta nhìn thấy lúc có khả năng có Gia Lâm thủ tọa đi theo, an toàn hẳn là không có vấn đề gì cả. Luận tu vi thân chính là chân long huyết mạch Gia Lâm, trên thực lực tại trong long tộc chính là gần với Thiên Long thủ tọa tồn tại, cùng Trung Chí Sương hẳn là tương xứng, chẳng qua là thiên về điểm khác biệt. Vàng Rồng Huyền Diễm chính là Hỏa Long Vương nhất mạch truyền thừa, có nàng tại đó còn như là gặp phải Thâm Hồng Chi Phực, là mình vô đều có thoát thân khả năng. Huống chi hiện tại là Huyền Vũ cũng là chân thần thực lực cấp độ, tăng lên Bạch Tú Tú cũng là không hề kém, còn có thể tăng phúc đồng tộc. Càng quan trọng hơn là Gia Lâm cũng không thuộc về lòng kỵ sĩ danh sách, sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Long thủ tọa tại lúc chiến đấu tạm thời tăng lên tới nửa bước thần vương cấp độ, cho nên nàng cũng đi làm Huyền Vũ đi tới đấu la liên bang đàm phán hiển nhiên là thích hợp nhất. Hơi chút suy nghĩ về sau, Thiên Long thủ tọa cũng hiểu rõ việc này không nên chậm trễ, trầm giọng nói, đã như vậy Lam, lúc này liền vất vả cho người một chuyến, hiện tại người đã là Thiên Long thứ tọa, Kim Long công chúa xưng hô thế này cũng không thích hợp với người. Ngươi bằng vào ta Long Tổng Thiên Long thứ tọa Kim Long thánh nữ tên, đi sứ đấu la liên bang tranh thủ hợp tác. Vâng, Lam Minh Vũ lúc này cùng kính đáp ứng một tiếng. Kim Long công chúa còn có nhân tài mới nổi mùi vị, mà Kim Long thánh nữ liền giống không đồng sáng. Ý vị này Thiên Long thủ tọa đã vì nàng xứng danh, để cho nàng đúng nghĩa trở thành Long tộc lãnh tụ một trong. Bạch Tú Tú ngồi ở chỗ đó tầm mắt bình tĩnh nhìn Lam Minh Vũ, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng rút ra quấy lấy. Thiên Long thứ tọa Kim Long thánh nữ, các người biết không, các người chọn cái này đại biểu Long tộc ra làm thế giới loài người, chính là một vị con người thực sự, đương đại sử lai khăng thất quái đứng đầu, đấu la liên bang, đấu thiên bộ cấp 9 đấu thiên giả, chỉ sợ cũng là cả nhân loại trong lịch sử lớn nhất ẩn núp người. Tại thời khắc này, tại ẩn núp người, cái danh sách bên trong Lam Minh Vũ tuyệt đối là đã làm được nhân loại đỉnh phong. Cho dù là tại toàn bộ lòng mã tinh hệ bên trong, hắn địa vị bây giờ cũng là gần với Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa của một Thiên Long thứ tọa tự quang lòng kỵ sĩ phía dưới tồn tại. Ngắn ngủi 2 năm không đến, theo không xù dính túi đến Thiên Long thứ tọa, đơn giản. Lam Minh Vũ lại là sắc mặt bình tĩnh, theo mặt ngoài nhìn không xa hắn có bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa. Thiên Long thủ tọa nói, vậy thì tốt, chúng ta liền mau sớm từng người tự chia phần. Lý huynh viện quân trở về, chúng ta chung nhau trưởng khống chỉ dẫn, mật thiết giám thị thiên hỏa tinh tình huống bên kia. Trung huynh thiên hỏa hạm đội bên kia liền giao cho người, hiện tại còn không phải chỉnh đốn thời gian. Tại trong đại gia mọi người lập tức hành động, đồng thời điều động khoảng cách thiên hỏa tinh hơi gần mấy cái chủng tộc, tận khả năng viễn chỉnh quan sát thiên hỏa tinh tình huống, đem bên kia hình vẽ chuyển thân trở về, dùng phán đoán Thâm Hồng Chi Phực đồng tĩnh. Long mã liên bang mối nguy cũng không có giải trừ, ngược lại sẽ trở lên trên càng thêm ngưng trọng. Thiên hỏa tinh làm toàn bộ long mã liên bang bên trong số 1 số 2 tinh mệnh sinh cầu, mỗi khi là bị Thâm Hồng Chi Phực thôn phệ về sau, Thâm Hồng Chi Phực, Thâm Hồng Chi Mẫu chắc chắn thực lực tăng vọt. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở trong tay của bọn họ, không nguyên tinh không thể truyền tống quá nhiều lần, bằng không mà nói ngoại trừ có thủ ra long mã song tinh bên ngoài, căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể là tùy ý Thâm Hồng Chi Phực bừa bãi tàn phá. Đối với Lam Minh Vũ trước đó phân tích, mọi người vẫn còn có một chút tin phục, cũng xem như là nhường cho chán nản các vị các cường giả có một chút chủ tâm cốt. Nếu như Thâm Hồng Chi Phực tại không có không nguyên tinh về sau liền vô pháp truyền tống, đồng thời tương lai không lâu sẽ có tiến hành thăm dò tính tiến công, như vậy cơ hội vẫn phải có.
Từng đầu mệnh lệnh bố trí đi, dần dần có mấy phần ngay ngắn trật tự sáng vẻ. Hội nghị mở thời gian rất dài, trong đó cho nhân loại nhiều ít thành ý phương diện này liền thảo luận rất lâu. Là miền vụ hết sức thông minh, đang thảo luận cho nhân loại cái gì thời điểm, nàng đều là có một bộ việc không liên quan đến chính mình sáng vẻ, cũng không có tham sự thảo luận, trong qua là lặng lặng lắng nghe. Vô luận lòng mã tinh hệ nguyện ý xuất ra dạng gì tài nguyên khiến nhân loại, đây đều là chuyện tốt. Tại nhắm vào tâm hồng chi vực trong chuyện này, hai đại liên bang nhất định là cần cùng chung mối thù. Có thể mượn cơ hội lần này trở về đấu la liên bang, kỳ thật cũng là tại ngoài sự liệu của hắn, hoặc là nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể thừa dịp cơ hội lần này trở về một chuyến, cũng có thể khiến cho hắn cùng liên bang bên kia tốt hơn trao đổi, để xác định tiếp xuống hành động. Lần này đến viện quân là hạm đội thứ 7, nhưng ở lúc trước hắn đạt được thông tin bên trong, nói có thể là 3 chi vũ trụ hạm đội, nhưng tới lại không phải 3 chi. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như đấu la liên bang là 3 đại vũ trụ hạm đội cùng một chỗ đến, nó không chừng liền thật sự có khả năng cho thâm hồng chi phương trọng thương. Đương nhiên, đấu la liên bang hạm đội lực lượng, hắn lần này cũng mới tính là chân chính nhận rõ. Mượn cơ hội lần này trở về đấu la liên bang một chuyến, sẽ vì hắn về sau hành động có đầy đủ chăn đệm. Mà lại lần này, hắn lấy được lợi ích xác thực cũng là tương đương to lớn. Mượn nhờ lần này trở về cơ sẽ mau chóng tiêu hóa hấp thu, tăng khả năng hướng về siêu thần cấp phương hướng đi tới gần. Hiện ở bên cạnh hắn có Sa Lâm, nghĩ muốn đi trước lòng suối đó là tùy thời sự tình. Đã đến gần như đột phá siêu thần cấp thời điểm đó, lại đi tới cũng không muộn. Hội nghị một mực kéo dài đến viện quân đại hội trở về mới tính kết thúc, làm từng chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện tại thiên mã tinh ngoài không gian lúc đó. Toàn bộ thiên mã tinh đều là tiếng hoan hô như sấm động, chủ lực cuối cùng trở về, cũng tính là có thể làm người ta an tâm. Long kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ nhóm cũng bắt đầu công việc lù bù lên, làm miền vũ ngược lại là thanh nhàn. Nàng sau đó phải làm chính là đi sứ đấu la liên bang, hiện tại chỉ cần chờ đợi lúc trước trong hội nghị quyết định cho tài nguyên phân phối hoàn toàn là có thể mang theo tài nguyên đi đến. Trước đó thì hắn tại đại chiến bên trong biểu hiện có thể nói là chinh phục tất cả thiên mã tộc cùng long tộc cường giả. Bởi như vậy, nàng trở thành thiên long thứ tọa tin tức truyền ra, không có dẫn tới bất luận cái gì tranh luận, ngược lại là lệnh cho hai tộc cường giả vô án gọi tốt. Đến mức long kỵ sĩ của một thiên mã kỵ sĩ nhóm cũng sẽ không đối với quyết định này mà có ý nghĩ gì. Là miền vũ năng lực bọn hắn đều thấy rõ, cho dù là tại nhất thời đến nguy cấp còn có thể bình tĩnh phân tích. Mặc dù vị này tuổi tác nhỏ, nhưng nàng chỗ cho thấy thiên phú lại là như thế kinh tài tuyệt diễm. Theo những cái kia may mắn còn sống sót kéo tới hai tổng thần cấp các cường giả nhìn xem nàng ánh mắt đều có thể nhìn ra được. Nàng chính là cỡ nào có năng lực tồn tại, huống chi thiên long thủ tọa đều nói rồi, nàng chính là tương lai thiên long thủ tọa. Mặc dù không biết bao lâu về sau sẽ chuyển thừa cho nàng, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục tăng thực lực tại tu vi bên trên một khi siêu việt Giang Vĩ Cường, như vậy thì nàng không thể nghi ngờ chính là thượng vị. Thậm chí liền là một vị khác thứ tọa, thượng quang long kỵ sĩ Trung Chí Sương cũng vẫn luôn luôn là duy trì nàng, để với nàng thượng vị vui lấy hắn hành. Là miền vũ mang theo Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm về trước Thiên Long Tinh chờ đợi tài nguyên điều rộng, đồng thời thì cũng là rằng Vĩ Cường khiến cho hắn trước tiên đem Trương Sở Giái Di Hải mang về Long Tộc. Tại bọn hắn trước khi đi, Giang Vĩ Cường nhìn thoáng qua mẫu thần Di Dung, lúc ấy tâm tình của hắn đã có muốn bạo động dấu hiệu, nhưng rất nhanh liền bình phục xuống tới, nhìn chăm chú lấy mẫu thần trên mặt cuối cùng nụ cười thật lâu không nói. Không thể không nói, là miền vũ tại trong băng phòng Trương Sở Giai thời điểm lưu tại nàng đẹp nhất nụ cười, mang theo Trương Sở Giai lột xác trở về Thiên Long Tinh. Cùng Thiên Mã Tinh so sánh, Thiên Long Tinh mặc dù bầu không khí cũng có chút khẩn trương, nhưng hết thảy vẫn là ngày ngắn trật tự, dù sao nơi này cũng không có gặp được tập kích. Là miền vũ trước đem Trương Sở Giai lột xác đưa đến Thiên Long Hội, sau đó mới quay trở về chính mình Thiên Long Tinh Xá. Tại Thiên Long Tinh Xá bên trong, Gia Lâm cũng có một mình ở địa phương, nàng cũng tự động nghỉ ngơi đi, là miền vũ thì là mang theo Bạch Tú Tú trở lại chỗ ở. Thẳng đến lúc này, Bạch Tú Tú mới xem như thở ra một hơi, sau đó đầu nhập vào La Miên Vũ trong lồng ngực, cả người buông lỏng xuống. Vô luận là trước đó đại chiến hay là sau này đồng thời đối mặt với Long Kỵ Sĩ cùng Thiên Mã Kỵ Sĩ đều làm cho nàng trong lòng vạn phần khẩn trương. Mà bây giờ hết thảy cuối cùng là tạm thời có một kết thúc, có thể thở phào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, La Miên Vũ mỉm cười nói. Kích thích không? Bạch Tú Tú hừ một tiếng, nếu như không phải là bởi vì có khế ước tại đó, ngươi chắc chắn sẽ không mang ta cùng một chỗ, có đúng hay không?
Khụ khụ, làm sao lại như vậy? Ta nhất định là sẽ mang người ở bên cạnh ta đó. La Miên Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Xác thực nếu như không có khế ước, hắn là chắc chắn sẽ không mang theo Bạch Tú Tú mạo hiểm. Nhưng không thể không nói, thằng Long Khuyết đem hai người nối liền cùng một chỗ về sau, Bạch Tú Tú sự giúp đỡ dành cho hắn là tương đương không nhỏ, tương đương với hai người tù vi có thể chồng chất. Tại bọn hắn trùng nhau thời điểm chiến đấu, La Miên Vũ đã có thể cảm giác được chính mình khoảng cách siêu thần cấm cấp độ là đã rất gần.